Đây là một câu chuyện về trăm triệu năm trước. Một câu chuyện gần như trở thành huyền thoại, nhưng mà nó có thật. Câu chuyện xoay quanh trong một khu rừng luôn hứng chịu những cuộc đánh nhau của khủng long bạo chúa và cá sấu đầm lầy. Hai loài này nếu cách xa nhau thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nếu vùng lãnh thổ của chúng mà tiếp giáp gần nhau là sẽ đánh nhau liên hồi. Mà ngày xưa thì cá sấu đầm lầy to gấp mấy lần con cá sấu hiện tại. Và khủng long bạo chúa thì các bạn cũng biết, kích cỡ rất là to. Nên mỗi lần đánh nhau, xảy ra cuộc đại chiến, những loài vật xung quanh đều bị ảnh hưởng. Những thân cây lớn gần đó đều bị ngã đổ, khiến những tổ chim non trên cành cũng bị phá hủy. Những loài cá trong đầm lầy và những loài vật xung quanh đều không thể nào sống sót được. Và cuộc chiến này xảy ra hàng triệu năm mà không ai có thể biết lý do tại sao. Và đến gần đây thì các nhà khoa học mới nghiên cứu được lý do tại sao xảy ra cuộc đại chiến. Đó là vì tụi nó không bắt tay nhau giảng hòa được. Anh có bao nhiêu phần trăm anh đi với em ra về sau ly ca cao đã giữa mùa hè trời mưa lâm râm anh có ô chè đường cũng không xa và anh nhân đây trông mong là dù cho có thế nào dù cho có thế nào em hãy mỉm cười đừng lạnh lùng thế anh có bao nhiêu phần trăm. Có bao nhiêu phần trăm anh sẽ khiến em mỉm cười khi đó trong đôi mắt em rạng ngời đôi khi lâu lâu em có chán đời nhưng hãy luôn cười và anh nhân đây trông mong là dù em có mỉm cười dù em có nghe lời cùng đừng về nhà một mình em nhé anh có bao nhiêu phần trăm. Có bao nhiêu phần trăm anh có bao nhiêu phần trăm. Có bao nhiêu phần trăm anh có bao nhiêu phần trăm. Do 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 do
có bao nhiêu phần trăm? Anh có bao nhiêu phần trăm? Có bao nhiêu phần trăm? Có bao nhiêu phần trăm?